ác, độc tài đáng chê, để hút máu dân lành của nền quê hương Việt Nam. Đá là không dám biết thương! Đá là không dám biết thương! Đá là không dám biết thương! 41 năm về trước, ngay ngày hôm nay, 30 tháng 4, các anh đã từ miền Bắc vào miền Nam, gọi là giải phóng, nhưng đó chỉ là một cái mánh khóe tuyên truyền sao quyệt mị dân, nhưng tình thật là các anh đã xâm lăng một phần của Tổ quốc. Các anh đã coi chúng tôi không phải là đồng chúng, không phải là anh em cùng chung một giống nòi. Các anh đã đi vào từng nhà của dân của chúng tôi tại miền Nam, vơ vét tất cả của cái tài sản và các anh đưa ra miền Bắc. Các anh đã đày đọa chúng tôi, các anh đã giam cầm chúng tôi, các anh đã đưa gia đình chúng tôi lên vùng cung tế mới, và các anh đã phản bội tất cả cái nền văn hóa đạo lý của dân tộc Việt Nam ngàn đời của chúng ta. Đã là không dám Việt Nam! Đã là không dám Việt Nam! Đã là không dám Việt Nam! Và ngày hôm nay, giờ phút này khi tôi đang đứng trước mặt các anh, thì toàn thể đồng bào của chúng tôi ở khắp năm châu bốn biển và luôn cả trong nước tùy theo múi giờ đang vạch trần cái bộ mặt của những đàn dây đàn rơi trốn trong bóng tối để hút máu dân tộc. Các anh đã từng chửi rủa chúng tôi, nhưng sau đó một thời gian thì các anh kiệt quệ vì Liên Xô thành trì chủ nghĩa cộng sản quốc tế đã không còn nữa, đã bị sụp đổ, thì các anh là đê hèn, vê phút chúng tôi, gọi chúng tôi là khúc ruột xa nghìn dặm để xin chúng tôi gửi tiền về nuôi sống các anh, nuôi sống các anh để các anh tiếp tục đáng trị độc tôn. Cho đến giờ phút này, các anh bắt tất cả những người dân ngoan khiếu kiện, các anh bắt tất cả những người đấu tranh từ trong giới trẻ thanh niên, các anh đã quỳ gối lạy bằng ngoại bang là Trung Cộng để dâng hiến biển đất của Tổ quốc Việt Nam. Miễn sao các anh vẫn còn tồn tại, vì phương châm các anh nói rằng còn đáng là còn tất cả, mất đáng là mất tất cả. Ngày hôm nay các anh hãy mở đó máy thu âm đi để nghe tôi nói một lời. Các anh sẽ không còn đường sống, vì chúng tôi và toàn dân là ánh sáng của mặt trời, chúng tôi là ánh sáng của chính nghĩa, chúng tôi là ánh sáng của đạo lý, của tự do dân chủ và chủ quyền của dân tộc Việt Nam. Nếu các anh không thức tỉnh thì các anh sẽ không còn lối thoát trong cuộc đời còn lại của các anh. Thời gian nhất định sẽ quyết định, trang sĩ Việt Nam nhất định sẽ sáng trang, và dân tộc Việt Nam nhất định sẽ không còn chế độ bao tàng cộng sản Việt Nam nữa. Đó là điều tôi nói ngày hôm nay trước mặt các anh. Thế là không hòa vô đêm! Thế là không hòa vô đêm! Thế là không hòa vô đêm! Đã là không dám Việt Nam tan được! Đã là không dám Việt Nam tan được! Và lời cuối cùng, tôi xin phép được đại diện cho tất cả những người lính Việt Nam Cộng Hòa, những người tù nhân chính trị, và xin phép quý vị cho tôi thưa một điều: đá đạo cộng sản Việt Nam! Đá đạo! Đá đạo cộng sản Việt Nam! Đá đạo cộng sản Việt Nam! Freedom for Việt Nam! Freedom! Freedom for Việt Nam! Freedom for Việt Nam! Democracy for Việt Nam! Democracy for Việt Nam! Democracy for Việt Nam! Xin cảm ơn toàn thể quý vị và quý vị nữ.